Và chúng tôi rất là vui khi hôm nay là thấy có sự hiện diện của dân biểu Trần Thái Văn từ Sacramento xuống là vâng. Chúng tôi xin chào dân biểu và xin ông cho vài một cái nhận định giống như là anh Nguyễn Thiện Căng vừa mới hỏi đó, là dân biểu Trần Thái Văn cho biết cái nhận định của ông về cái memo, về cái đề nghị mới của thị trưởng chắc chắn như thế nào không ạ? Cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện và kính thưa quý vị khán giả. Thật sự mà nói, ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại thành phố Sacramento thì cũng mới bay lên từ quận Cam lên San Jose, tại vì có một số công tác với một số họp hành của tiểu bang. Tuy nhiên vì có cái sự thân tình với anh Lý Tống và chúng tôi cũng đã làm việc chung với anh Lý Tống trong cái hồ sơ ở bên Thái Lan, nên chúng tôi cũng muốn ghé qua để mà thăm anh Lý Tống trong cái buổi thừa tuyệt thực tranh đấu trong cái vấn đề này. Chúng tôi chưa có cái cơ hội để mà đọc cái memorandum của ông thị trưởng, tại vì nguyên ngày hôm nay thì đi máy bay, người đi trên bay nên cũng mới đáp xuống rồi có những cái buổi họp. Nhưng mà có thể nói một cách tổng quát, chúng tôi hiểu được và thông cảm với cái nỗi niềm và cái nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose, quận Santa Clara. Như quý vị cũng biết, tại miền Nam California, đúng năm nay là 20 năm mà cộng đồng Việt Nam tại quận Cam cũng như là miền Nam California, đúng 20 năm, năm 2008 đã tranh đấu và thành công được cái tên Lê Đô Sài Gòn. Và chúng tôi, cá nhân chúng tôi và chúng tôi chia sẻ cái vấn đề này với ông thị trưởng Chuck Reed cũng như là nghị viên Madison Nguyễn và các đồng viện, vì đây là cái vấn đề địa phương thuần túy của thành phố San Jose. Nhưng mà họ cũng biết rằng đó là cá nhân tôi cũng như là rất nhiều các vị dân cử người Mỹ gốc Việt tại miền Nam California cũng như là cộng đồng Việt Nam chúng ta ủng hộ cái tên Lê Đô Sài Gòn. Tuy nhiên chúng tôi mong rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta trên miền Bắc California sẽ thành công trong cái nguyện vọng mà chúng ta đặt ra để mà có cái sự liên kết và đoàn kết, không vì cái tên nhưng mà thật sự đúng lấy được cái căn cước chính nghĩa là người quốc gia, một cộng đồng quốc gia không chấp nhận cộng sản, dù là ở California hoặc là ở Virginia, Texas, ở đâu cũng vậy. Nên cái tên Lê Đô Sài Gòn rất là quan trọng. Dạ, thưa ông dân biểu, trong những dịp gần đây ông có cơ hội nói chuyện với ông thị trưởng Chắc Rít hay là nghị viên Madison Nguyễn về vấn đề này không ạ? Còn thái độ họ như thế nào? Chúng tôi có cơ hội để mà tiếp xúc bằng điện thoại với ông thị trưởng Chuck Reed cũng như là nghị viên Madison Nguyễn, thì cũng chia sẻ với họ, dù rằng cái giai cấp và về thẩm quyền đó thì nó hơi khác. Chúng tôi hiểu được đây là cái vấn đề địa phương trong cái phạm vi và cái thẩm quyền của hội đồng thành phố chứ không phải là của tiểu bang. Tuy nhiên chúng tôi cũng chia sẻ cho họ và có thể nói là khuyên ông thị trưởng cùng với nghị viên Madison Nguyễn là nên nghe cái nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam cho tại thành phố San Jose cũng như là những người ủng hộ cái câu hỏi mà phải đặt ra đối với hội đồng thành phố, đó là tất cả những vị này đều được cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ, thì họ phải đặt ra là tại sao mà có rất nhiều các hội đoàn, các tổ chức trong quá khứ đã ủng hộ mà hiện giờ thì quay ra không chấp nhận và phủ nhận cái quyết định và chống lại, có thể nói chống lại cái quyết định của hội đồng thành phố. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhì thì chúng tôi cũng chia sẻ với họ rằng đó là cá nhân tôi và cũng chia sẻ cái kinh nghiệm tại miền Nam California 20 năm về trước khi mà tranh đấu cho cái chữ Lê Đô Sài Gòn, tại vì hồi xưa cũng có những cái vấn đề phải nói là lục cục về cái tên Lê Đô Sài Gòn cũng như là một số các doanh gia họ muốn những cái tên khác. Và chúng tôi nói rằng đây là cái tên mà cộng đồng Việt Nam muốn chọn cũng như là cá nhân tôi cũng muốn ủng hộ như vậy. Cảm ơn nhà Mỹ Trần Thái Văn. Thưa, bây giờ chúng tôi muốn có vài câu hiểu câu hỏi đối với lại chiến sĩ Lý Tống. Thưa vì cái cuộc tranh đấu này nó đã trải qua nhiều tháng, tuy nhiên không có cái gì rõ ràng hơn là chính cái sự nhập cuộc rất là độc đáo và quyết liệt của chiến sĩ Lý Tống từ thứ sáu tuần qua, đó làm cho cái cuộc tranh đấu này nó trở nên được truyền thông Hoa Kỳ các nơi người ta quan tâm và nó trở nên sôi nổi hơn, và cái đưa tới cái một cái đề nghị mới sáng nay của ông Chuck Reed cũng là khá đặc biệt và rất là bất ngờ. Và trước tôi xin chiến sĩ Lý Tống có vài cái nhận định về cái
cái memo đang đem cái đề nghị mới nhất của ông thì được chắc anh nhận định như thế nào ạ? Trước hết tôi nói là buổi sáng này có một cái đài phát thanh, họ đến đầu rất là sớm và báo tôi có một tin mới, họ bảo là Chuck Reed và Madison đã đồng ý rút bỏ cái quyết định thành lập Saigon Business District và quyết định rút bỏ đưa cái vấn đề lên trên bầu cử tháng 11 và đồng ý để cộng đồng Việt Nam tự chọn cái tên mình, tức là chọn Little Sài Gòn. Ngay vậy chúng tôi đã hoan hô và là rất là vui mừng và tôi nghĩ có thể như thế vậy tôi sẽ chấm dứt tự thực. Nhưng mà ngay sau đó thì có một cái memo từ ông Cai Chu Chu đưa xuống và ông đại khác đưa đến. Thì sau khi đọc lại đàng hoàng thì tôi thấy là ông kia ông cũng không có nắm vững vấn đề. Thì bây giờ cái vấn đề chính trong này á là Ken Sơn Chu và ông Chuck Reed và Mai Sinh Nguyễn á là đang chơi một cái trick mới, một cái đòn tráo trở mới, mà cái này còn nguy hiểm hơn cái trước là nếu quý vị nhận thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì với cái quyết định trước á là tháng 11 chúng ta có thể biết rõ là cái tên Little Sài Gòn bị loại không, nhưng bây giờ ông chơi cái delay tactic nghĩa là không biết bao giờ để quyết định và ông có thể theo cái kiểu mà cứ trâu để lâu hỏa buồn, tức là để 1 năm, 2 năm, 3 năm cái tự nhiên bỏ quên là không còn cái tên nào nữa. Đó. Và trong cái này cái đặc biệt của họ là cho cái step của cái CD này là vạch ra chính sách, vạch ra những cái tiến trình và chỉ hỏi ý kiến của những cái thương gia đó cũng như chủ đất thôi. Không chúng ta là tất cả cư dân, 100.000 cư dân này không có một tí quyền quyết định giờ trong này cả. Thì như vậy tôi thấy đây là một cái đòn gọi là cái đòn này không thể ông chắc chỉ có thể biết được, nhưng tôi nghĩ những cái thứ giật dây ở sau lưng và những cái mastermind ở sau lưng là nó phải tinh vi giống như tụi cộng sản nó biết những cái đòn mà lật qua lật lại như vậy đó. Thì bây giờ là sau khi biết như vậy tôi đã quyết định là phải tiếp tục tuyệt thực để thế nào đòi được cái tên Little Sài Gòn. Và như cái tờ báo Mercury News nó bảo là không lẽ Lý Tổng lại người ta thường sử dụng tuyệt thực cho những cái lý tưởng cao cả hơn, tại sao cho một vấn đề nhỏ, rất là nhỏ là vấn đề Little Sài Gòn. Thế tôi bảo cho biết Little Sài Gòn chỉ ở trên mặt nổi, nhưng mà dưới đó là một cuộc đấu tranh giữa một cái nền dân chủ thật sự và dân chủ giả hiệu, và cuộc đấu tranh giữa hai lực lượng chống cộng và lực lượng thân cộng. Thì là tôi đã cùng là nhắc lại cho biết là đúng như lời ông Chuck Reed đã phát biểu trên tờ Mercury là ông không muốn cho những người giờ này happy. Nếu ông đồng ý Little Sài Gòn thì chúng tôi happy. Nhưng mà chúng tôi ở đây là hầu hết những người ở đây đã là những người ủng hộ viên ông, đã đưa ông lên cái chức nghị viên, và ông không muốn làm chúng tôi happy. Ông chỉ muốn làm chúng tôi sad, buồn bã, làm chúng tôi angry, dần dần có thể làm chúng tôi dead nếu chúng tôi tiếp tục. Rồi đó là một cái đòn rất là nguy hiểm trảo trở của Mai Sinh Nguyễn, và do đó tôi bảo là trước tôi tin ông, nhưng bây giờ tôi bảo ông là một cheater, một trickster, là một kẻ lừa dối, một kẻ là trảo trở. Kinh nghiệm tại miền Nam California 20 năm về trước khi mà tranh đấu cho cái chữ Little Sài Gòn, tại vì hồi xưa cũng có những cái vấn đề phải nói là lục cục về cái tên Little Sài Gòn, cũng như là một số các doanh gia họ muốn những cái tên khác, và chúng tôi nói rằng đây là cái tên mà cộng đồng Việt Nam muốn chọn, cũng như là cá nhân tôi cũng muốn ủng hộ như vậy. Cảm ơn nhà Mỹ Trần Thái Văn. Thưa, bây giờ chúng tôi muốn có vài câu hiểu câu hỏi đối với lại chiến sĩ Lý Tống. Thưa vị, cái cuộc tranh đấu này nó đã trải qua nhiều tháng, tuy nhiên không có cái gì rõ ràng hơn là chính cái sự nhập cuộc rất là độc đáo và quyết liệt của chiến sĩ Lý Tống từ thứ sáu tuần qua, đó làm cho cái cuộc chiến đấu này nó trở nên được truyền thông Hoa Kỳ các nơi người ta quan tâm và nó trở nên sôi nổi hơn, và cái đưa tới cái một cái đề nghị mới sáng nay của ông Chuck Reed cũng là khá đặc biệt và rất là bất ngờ. Và thưa tôi xin chiến sĩ Lý Tống có vài cái nhận định về cái memo đang đem cái đề nghị mới nhất của ông thì được chắc anh nhận định như thế nào ạ? Trước hết tôi nói là buổi sáng này có một cái đài phát thanh, họ đến đầu rất là sớm và báo tôi có một tin mới, họ bảo là Chuck Reed và Madison đã đọc Sài Gòn rất là quan trọng. Thưa ông, nhân biểu trong những dịp gần đây ông có cơ hội nói chuyện với ông thị trưởng Chuck Reed hay là nghị viên Madison Nguyễn về vấn đề này không ạ?
và thái độ họ như thế nào? Chúng tôi có cơ hội để mà tiếp xúc bằng điện thoại với ông thị trưởng Chuck Reed cũng như là nghị viên Madison Nguyễn, thì cũng chia sẻ với họ dù rằng cái giai cấp và về thẩm quyền đó thì nó hơi khác. Chúng tôi hiểu được đây là cái vấn đề địa phương trong cái phạm vi và cái thẩm quyền của hội đồng thành phố chứ không phải là của tiểu bang. Tuy nhiên chúng tôi cũng chia sẻ cho họ và có thể nói là khuyên ông thị trưởng cùng với nghị viên Madison Nguyễn là nên nghe cái nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam cho tại thành phố San Jose cũng như là những người ủng hộ cái câu hỏi mà phải đặt ra đối với hội đồng thành phố đó là tất cả những vị này đều được cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ, thì họ phải đặt ra là tại sao mà có rất nhiều các hội đoàn, các tổ chức trong quá khứ đã ủng hộ mà hiện giờ thì quay ra không chấp nhận và phủ nhận cái quyết định và chống lại, có thể nói chống lại cái quyết định của hội đồng thành phố. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhì thì chúng tôi cũng chia sẻ với họ rằng đó là cá nhân tôi và cũng chia sẻ cái San Jose, quận Santa Clara, như quý vị cũng biết tại miền Nam California, đúng năm nay là 20 năm mà cộng đồng Việt Nam tại quận Cam cũng như là miền Nam California đúng 20 năm, năm 2008 đã tranh đấu và thành công được cái tên Lido Sài Gòn. Và chúng tôi, cá nhân chúng tôi và chúng tôi chia sẻ cái vấn đề này với ông thị trưởng Chuck Reed cũng như là nghị viên Madison Nguyễn và các đồng viện, vì đây là cái vấn đề địa phương thuần túy của thành phố San Jose. Nhưng mà họ cũng biết rằng đó là cá nhân tôi cũng như là rất nhiều các vị dân cử người Mỹ gốc Việt tại miền Nam California cũng như là cộng đồng Việt Nam chúng ta ủng hộ cái tên Lido Sài Gòn. Tuy nhiên chúng tôi mong rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta trên miền Bắc California sẽ thành công trong cái nguyện vọng mà chúng ta đặt ra để mà có cái sự liên kết và đoàn kết, không vì cái tên nhưng mà thật sự đúng lấy được cái căn cước chính nghĩa là người quốc gia, một cộng đồng quốc gia không chấp nhận cộng sản, dù là ở California hoặc là ở Virginia, Texas, ở đâu cũng vậy. Nên cái tên Lido. Và chúng tôi rất là vui khi hôm nay là thấy có sự hiện diện của dân biểu Trần Thái Văn từ Sacramento xuống là vâng. Chúng tôi xin chào dân biểu và xin ông cho vài một cái nhận định giống như là anh Nguyễn Thiền Căng vừa mới hỏi đó, là dân biểu Trần Thái Văn cho biết cái nhận định của ông về cái memo, về cái đề nghị mới của thị trưởng chắc chắn như thế nào không ạ? Cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện và kính thưa quý vị khán giả. Thật sự mà nói, ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại thành phố Sacramento thì cũng mới bay lên từ quận Cam lên San Jose tại vì có một số công tác với một số họp hành của tiểu bang. Tuy nhiên vì có cái sự thân tình với anh Lý Tống và chúng tôi cũng đã làm việc chung với anh Lý Tống trong cái hồ sơ ở bên Thái Lan nên chúng tôi cũng muốn ghé qua để mà thăm anh Lý Tống trong cái buổi tuyệt thực tranh đấu trong cái vấn đề này. Chúng tôi chưa có cái cơ hội để mà đọc cái memorandum của ông thị trưởng tại vì nguyên ngày hôm nay thì đi máy bay, người đi trên mây nên cũng mới đáp xuống rồi có những cái buổi họp. Nhưng mà có thể nói một cách tổng quát, chúng tôi hiểu được và thông cảm với cái nỗi niềm và cái nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố. Đồng ý rút bỏ cái quyết định thành lập Sài Gòn Business District và quyết định rút bỏ đưa cái vấn đề lên trên bầu cử tháng 11 và đồng ý để cộng đồng Việt Nam tự chọn cái tên mình, tức là chọn Lido Sài Gòn. Ngay vậy chúng tôi đã hoan hô và là rất là vui mừng và tôi nghĩ có thể như thế này tôi sẽ chấm dứt tuổi thực. Nhưng mà ngay sau đó thì có một cái memo từ ông Cai Chu Chu đưa xuống và ông đại khác đưa đến. Thì sau khi đọc lại đàng hoàng thì tôi thấy là ông kia ông cũng không có nắm vững vấn đề. Thì bây giờ cái vấn đề chính trong này á là Ken Sơn Chu và ông Chuck Reed và Mai Sinh Nguyễn á là đang chơi một cái trick mới, một cái đòn tráo trở mới, mà cái này còn nguy hiểm hơn cái trước. Là nếu quý vị nhận thì nó rất là nguy hiểm, tại vì với cái quyết định trước á là tháng 11 chúng ta có thể biết rõ là cái tên Lido Sài Gòn bị loại không, nhưng bây giờ ông chơi cái delay tactic, nghĩa là không biết bao giờ thì quyết định, và ông có thể theo cái kiểu mà
cứ trâu để lâu họa bùng, tức là để 1 năm, 2 năm, 3 năm cái tự nhiên bỏ quên là không còn cái tên nào nữa. Đó. Và trong cái này cái đặc biệt của họ là cho cái step của cái CD này là